Thì mọi người có thấy em cầm trên tay cái cây gì là nó có form đẹp như thế này được không ạ? Cái cây này, cái form cây này mọi người được cắt tỉa cực kỳ tỉ mỉ và đẹp đúng không? Cái tất cả những lá của nó được tỏa ra nhìn tạo thành cái khóm khá là đẹp, và trên cái lá, trên những cái bụi cây này thì nụ hoa rất là nhiều và hoa của nó có một cái màu hồng đậm đặc trưng nha. Đây hoa này mọi người để ý rõ thấy không, bụi thì cũng đang đang nhiều lắm mọi người. Mọi người biết cái này không, cây này ấy thì hẳn là một số bạn chưa biết hoặc là một số bạn biết rồi, thì cái cây này có tên là cây hoa đỗ quyên nha mọi người, một cái tên cực kỳ hay, và cái tên này hẳn là khá là thông thủ với mọi người, cây hoa đỗ quyên ạ. Thì hoa đỗ quyên là một loài hoa đẹp và rất là ý nghĩa, và cái cây này nhiều tầng ý nghĩa nha mọi người. Thì mọi người hãy cùng Salon Cây Đời tìm hiểu về ý nghĩa, đặc điểm, công dụng và cách chăm sóc của loài cây này nha. Thì nếu mà bạn biết đến hoa đỗ quyên ý và cũng từng nghe qua cái tên này thì các bạn đã biết rõ về chúng chưa? Thì nếu mà bạn có biết cái công dụng của loài cây này là như thế nào không, thì hãy cùng em tìm hiểu về cái công dụng và ý nghĩa của nó nha. Thì hoa đỗ quyên ý, nó được xuất hiện từ ở cái đất nước Nepal mọi người, một cái đất nước cực kỳ đẹp đó, cây đẹp quá mọi người ạ, nó toàn những cái khóm đẹp lắm, xinh lắm mọi người ơi. Cái này mua về mà trưng trong nhà hoặc là các dịp Tết này, quà tặng này đều đẹp luôn, ý nghĩa của nó cực kỳ nhiều. Thì đây là một loài hoa, nó có một nguồn gốc từ phía vùng ôn đới nha mọi người. Tại Việt Nam ấy thì cái hoa đỗ quyên này thì nó đã xuất hiện từ khá là lâu rồi, nhưng mà thì cái cây này xuất hiện lâu nên là được khá là nhiều mọi người ưa thích. Cái cây này ý, thì nó mọc thường mọc ở các vùng Sapa ở trên Lào Cai mọi người, cái vùng có khí hậu se se lạnh này, Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc hay là ở các tỉnh Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là cái cây được trồng được đa dạng ở các cái vùng đất khác nhau mọi người, cây này thì trồng khá là nhiều các vùng đất khác nhau của các tỉnh luôn. Về đặc điểm của cây này, thân cây này nó là một loài cây thân gỗ ấy, mọi người. Đây dưới cái cây này đang ra nhiều mầm cho mọi người ơi, mọi người để ý thấy không, cái mầm lá non xanh của nó đang ra nhiều lắm ấy. Mọi người tưới nước ẩm này hay là chăm sóc của nó một cách dưỡng cây là phát triển cực kỳ tốt. Đây trên là như thế, mầm lá của nó ra nhiều, bụng của nó cũng đang ra nhiều và chuẩn bị nở bông đấy mọi người. Thì về đặc điểm của cây này, thân của nó này, thân của nó ngoài cái thân gốc chính to tỏa này hai nhánh như thế này ra, thì cái phần bên trên ấy nó còn tỏa ra những cái nhánh dành nhỏ đó, tạo thành một cái vòm và được cắt tỉa trông rất là đẹp luôn, nhìn như một chiếc ô nhỏ xinh ấy. Lá của nó thì có cái hình bầu dục nha mọi người, lá hình bầu dục và có một cái màu xanh mướt này đậm, và trên các cái lá của nó sẽ có một chút lông lông nha mọi người. Hoa của nó thì hầu như nó sẽ mọc ở trên chính giữa cái phần ngọn lá, hoa của nó sẽ mọc ở rất chính giữa phần ngọn lá chứ không ở các cái kẽ lá như mà mọi người thường thấy các loài hoa đâu. Hoa của cây này nó có cực kỳ đa dạng màu sắc luôn mọi người, nó có thể màu hồng đậm như thế này, hay có màu hồng nhạt, màu cam, hay là cả cái màu hồng phấn nữa mọi người. Cây này có thể mix ghép được tất cả các màu sắc với nhau cùng loài nha mọi người, nên nó còn mix được thêm cả ba màu hay là hai màu nữa mọi người thích đều có thể ghép được mọi người ạ. Thì hoa này thì nó có nhiều cái cánh của nó xoăn xoăn ý, tạo giống như cái hoa gì nhỉ, hoa phù dung. Nếu mọi người biết đến hoa phù dung thì hoa của nó cũng tương tự như thế đó, cánh hoa thì mỏng và hoa của một mùi thơm khá là nhẹ, nụ của hoa thì đang đâm chồi rất là nhiều. Nếu mọi người mua tinh về ngay thì sắp tới nó sẽ trổ bông với mọi người ạ. Nó còn cây này còn có cả hoa màu tím nha mọi người, hoa này còn có màu tím và màu đỏ hay là kể cả màu trắng cũng có nữa mọi người ạ. Cái này cực kỳ đa dạng nhiều màu luôn mọi người ơi, đẹp lắm luôn nữa, được trồng trên một cái bầu đất như thế này. Cái này được trưng ở trên trước cửa hàng em luôn, bởi vì nó có một cái màu sắc nổi bật nhất và cái form cây của nó rất là đẹp.
Thì về mọi người có biết tại sao nó tên là hoa đỗ quyên không? Thì em sẽ kể cho mọi người về sự tích của cái cây hoa đỗ quyên này nha. Thì có thể mọi người chưa biết nhá, thì ẩn chứa đằng sau cái vẻ đẹp thanh thoát và tinh khiết của cái hoa đỗ quyên này thì là một sự tích vô cùng là cảm động cho mọi người ạ. Câu chuyện thì nó bắt đầu từ khoảng khá là xa xưa rồi, mà được dân gian kể lại rằng ở xa xưa ấy có hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc bên nhau này. Người chồng thì thường săn bắt đốn củi trong rừng sâu vào đến một hôm ấy thì người chồng đi vào rừng sâu mãi không thấy về, thì người vợ này đến tháng này qua tháng khác nhưng vẫn không thấy chồng của mình về, thì cô không thấy tin tức của chồng. Vì vậy thì nàng đã khăn gói quyết định đi vào sâu trong rừng để tìm chồng. Nhưng mà trời chưa thay thì người vợ đã đi khỏi nhà, thì người chồng lại quay trở lại nhà mình. Còn người vợ tìm chồng hoài không thấy, nàng là kiệt sức và chết trên một tảng đá. Một câu chuyện khá là bi thương đúng không? Thì ở trên cái tảng đá đó nó mọc lên một cái cây hoa có mùi thơm ngát hương. Câu chuyện này làm cho tiên ông cảm động nên là đặt tên cho cái loài hoa kia ở trên là tên hoa đỗ quyên mọi người ạ. Đó, cái sự tích của nó cực kỳ là hay mà khiến cho chúng ta cảm thấy cái cây này cũng mang rất là nhiều ý nghĩa đó mọi người ơi. Nó thể hiện sự thủy chung son sắt của người vợ đối với người chồng, hay là làm nuôi hướng bên chồng đó, làm cảm động rồi những cái người thời xa xưa đã biến cho cô vợ ấy biến trở thành một cái cây hoa đỗ quyên đẹp như thế này. Đó, cái cây này ý nghĩa là lắm đúng không mọi người. Từ đó về sau mà cái cây này được tên ra gọi là cây hoa đỗ quyên đó. Với cái mong muốn là giúp cho người vợ hai vợ chồng được trăm năm hạnh phúc sống mãi bên nhau này. Thì cái cây hoa đỗ quyên này cũng khá là nhiều loại khác nhau như mọi người. Thì mọi người có thể phân loại các loại hoa đỗ quyên là có tới trăm loài luôn, trăm loài giống hoa đỗ quyên với nhiều màu sắc khác nhau, được người ta chọn trồng trang trí ý cảnh quan, là mỗi loài hoa đỗ quyên này thì nó lại mang một cái vẻ đẹp riêng của nó. Ví dụ như là hoa đỗ quyên, ví dụ như là cái hoa đỗ quyên blue diamond, nó có một cái màu xanh tím, chắc là mọi người cũng thấy lạ bởi vì cái màu này đấy khá là thấy hiếm thấy. Thì thường ở bên Việt Nam mình thì hầu như chỉ thấy có màu hồng, màu đỏ, hồng đỏ như thế này, hay là màu cam, màu trắng, thì là một cái những cái màu thường đặc trưng thấy ở bên Việt Nam mình. Còn về cái màu tím, màu xanh tím thì nó sẽ phổ biến ở bên Bắc Mỹ, và màu đỏ rực thì nó sẽ phổ biến ở Việt Nam hơn. Nên mọi người cũng thường thấy một cái cây này nhiều ở các khu vườn, nhà vườn, hay là những người yêu thích cây cảnh thì hẳn là sẽ biết rõ về cái cây này. Còn về ý nghĩa của cây hoa đỗ quyên thì mọi người cũng nghe sự tích về cái hoa đỗ quyên vừa rồi em kể đúng không, thì hẳn là mọi người cũng biết về không ít về cái ý nghĩa của nó. Thì nó là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng son sắt thủy chung này. Người Trung Quốc cho rằng ấy cái loài hoa đỗ quyên này nó thể hiện sự ôn hòa nữ tính dịu dàng của người phụ nữ, hay nói cách khác ấy, thì cái cây này cực kỳ là gọi là cũng là biểu tượng cho tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam thì thường là những người có tấm lòng thủy chung này, luôn hướng tới chồng và con này, luôn có tấm lòng son sắt đó. Người Việt Nam ta, người phụ nữ ta có nhiều vẻ đẹp rất là đẹp. Cây hoa là mọi người có thể nhờ mua tặng cho những người thân yêu, ví dụ như mẹ này, hay là bà, hay là những người mà mình yêu quý, người yêu chẳng hạn, bởi vì nó mang một cái ý nghĩa rất là trừu tượng và đẹp đẽ luôn mọi người ơi. Ngoài ra theo quan niệm trong phong thủy thì cây hoa đỗ quyên này còn tượng trưng cho sự sum vầy, ấm áp trong gia đình, giúp cho gia chủ này xua đuổi tà khí, mang lại sự may mắn và thịnh vượng. Ngày Tết mà trồng được một cái chậu hoa đỗ quyên và đâm hoa sum xuê như thế này thì cực kỳ ý nghĩa, nó sẽ khiến cho cái năm mới của bạn nhiều thịnh vượng hơn, giúp cho gia đình của bạn cũng luôn êm ấm hòa thuận đó. Ngoài hai cái ý nghĩa trên ra thì cái cây hoa đỗ quyên này cực kỳ là nhiều tầng nghĩa đẹp luôn mọi người ơi. Thì đỗ quyên vàng là tượng trưng cho tình cảm gia đình này, tình cảm anh em này,
Đỗ kênh trắng là tượng trưng cho sự vui vẻ, thoải mái, không lo âu, căng thẳng. Đỗ kênh hồng, đỗ kênh đỏ thì nó tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng thủy chung son sắc. Hay đỗ kênh trắng là sự lịch sự thanh khiết của tình cảm vợ chồng lãng mạn đó. Mỗi cái màu sắc của hoa nó là một biểu tượng cho một cái ý nghĩa khác nhau. Mọi người hãy mua ngay cây này về để ngay trong nhà của mình, giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên ý nghĩa hơn, bắt mắt hơn. Và ngoài ra là nhìn thẳng cái cây này, mọi người nhìn ngắm cây xanh thì mọi người cũng cảm thấy thoải mái và giảm stress căng thẳng trong cái công việc. Mua về ngay trưng nha mọi người. Cây này thì hầu hết là hợp với mọi người luôn, không đoán về mệnh tuổi hay là các cái phong thủy gì thì cái cây này hầu như đều hợp với mọi người rồi. Người hãy đem ngay cây này về nha, tại ngay tại salon cây đời tại 39 Trần Bình, đối diện ở Ủy ban phường Mai Dịch nha mọi người. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nha. Cảm ơn mọi người đã xem.